Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Văn hóa quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trên đất nước Việt Nam hiếm có một dân ca nào có điều kiện để thu nạp học hỏi được nhiều dân ca các vùng miền như dân ca quan họ. Trong số nhiều trăm làn điệu dân ca quan họ có tới hàng trăm bài dân ca quan họ có mang âm hưởng của dân ca các vùng miền. Và trong số đó có nhiều bài ca mang âm hưởng của các bài dân ca Nam Bộ. Vậy sự giao thoa giữa dân ca quan họ với các bài dân ca Nam Bộ được biểu hiện như thế nào? Và có những đặc trưng gì nổi bật? Đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chương trình Văn hóa quan họ ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Và như thường lệ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Rồi, xin chào Thu Trang, chào quý vị khán giả xem đài. Thưa nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, được biết mặc dù về khoảng cách địa lý xưa kia, vùng Bắc Ninh, Kinh Bắc cách xa hàng nghìn km với vùng Nam Bộ. Tuy nhiên thì trong số hàng trăm bài dân ca quan họ thì lại có khá nhiều bài dân ca quan họ gần giống với các bài dân ca Nam Bộ. Trong đó phải kể đến nhiều nhất là các bài như Lý Cây Đa, Lý Con Sáo, Lý Thiên Thai hay Lý Sao Duyên. Vậy thì câu hỏi đầu tiên Thu Trang xin được gửi tới nghệ sĩ đó là xin ông có thể giải thích cho khán giả truyền hình Bắc Ninh được biết dân ca Nam Bộ được bắt nguồn từ môi trường nào và được sáng tác trong hoàn cảnh không gian thời gian như thế nào không ạ? Thưa quý vị khán giả xem đài, trước khi mà nói đến dân ca quan họ kết bạn với dân ca Nam Bộ thì chúng ta cũng cần tìm hiểu vậy cái diện mạo của dân ca quan họ của dân ca Nam Bộ là thế nào. Dân ca Nam Bộ ra đời từ khi nào, trong một cái hoàn cảnh nào, thì như vừa rồi Thu Trang đã đặt vấn đề. Thế thì là trước tiên tôi làm rõ được cái ba phần. Thứ nhất là cái phần thời gian mà dân ca Nam Bộ ra đời, cái thứ hai là không gian dân ca Nam Bộ ra đời, và cái thứ ba tức là hoàn cảnh ra đời của dân ca Nam Bộ. Thế thì về phần thứ nhất, tôi nói về cái phần thời gian. Trước khi nói kỹ hơn thì tôi có thể kết luận luôn. Dân ca Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật, một loại hình dân ca trẻ nhất so với dân ca của cả nước. Nếu mà xét về tuổi đời đó, thì đấy là dân ca quan họ trẻ, dân ca Nam Bộ trẻ nhất. Tại sao lại trẻ nhất? Vì chúng ta biết là toàn bộ cái mảnh đất Nam Bộ cũng chỉ được hình thành và hoàn thiện cách đây chừng vài 300 năm. Chứ còn trước đó thì chúng ta biết là những cuộc chiến tranh liên miên, những cuộc chiến tranh Bình Định của Chúa Nguyễn. Thế và sau mãi đến khi mà Lục Tỉnh ra đời, cuộc sống của người ta bắt đầu yên ổn, chiến tranh không còn. Thì tất cả những cái cuộc sống nó rất là phồn thịnh. Và từ cái chỗ đó thì dân ca Nam Bộ bắt đầu ra đời và phát triển. Thế thì kết luận lại cái phần này, đó là do trước đó là những cuộc chiến tranh Bình Định của Chúa Nguyễn liên miên kéo dài nhiều trăm năm. Vì thế cho nên là cái cuộc sống nó không được yên ổn. Và khi cuộc sống mà không yên ổn thì đương nhiên là tiếng hát không thể ra đời. Nhưng mà mãi tận khi mà Chúa Nguyễn đó, Bình Định yên ổn và cái cuộc sống của vùng Gia Định Sài Gòn đó, nó bắt đầu tốt rồi, và Lục Tỉnh đã xuất hiện, thì lúc đó là cuộc sống là rất là tốt và rất là ổn, và dân ca Nam Bộ bắt đầu thì ra đời. Thế còn cái không gian ra đời trên là thời gian, tức là khoảng trên dưới là 200-300 năm gì đó. Thế nhưng còn cái không gian thì Thu Trang quay ngược lại dòng lịch sử, và chúng ta nên nhớ rằng là vùng Nam Bộ ngày xưa là một cái vùng mà có thể nói rằng tuyệt vời. Đồng ruộng thẳng cánh cò bay mênh mông, và ở trong đó là vựa lúa, vựa cá. Lúa cũng nhiều, cá cũng nhiều. Cho nên đây là một cái miền quê mà nếu không có chiến tranh thì nó hết sức là an lành, rất sức là no đủ. Thế là thời gian, đấy là không gian.
Cho nên có thể kết luận là cái phần mà không gian đó, vì cái cuộc sống no đủ, cho nên ấy, Thu Trang có thể thấy rằng là người Nam Bộ không có khái niệm ăn rẻ hà tiện, không có cái khái niệm mà thắt lưng buộc bụng, tức là xả láng sáng về sớm. Người ta ăn bữa nay không cần lo bữa mai, bởi vì cuộc sống no no đủ, nơi đấy không gian ấy thì là nó rất là tĩnh lặng, nó không có những cái thời tiết khắc nghiệt, cho nên ấy, là cuộc sống rất là đầy đủ. Cho nên đối với người Nam Bộ, từ cái phong cách sống, tức là rất thoải mái, rất vô tư, và tất cả những cái đó nó cũng đi vào trong dân ca. Thế thì ở đây nói về không gian thì tôi phải chốt lại, nghề chính của người Nam Bộ đó là nghề lúa và nghề cá, đó là ngư nghiệp và nông nghiệp. Vì thế cho nên là những cái bài ca nó cũng gắn liền với những cái lao động, với những cái không gian sống. Hoàn cảnh ra đời của dân ca Nam Bộ là dựa trên những các cái âm hưởng âm nhạc dân gian, thế rồi cộng với những cái ca dao sẵn có. Và đặc biệt hơn, chúng ta cần lưu ý, nó đặc biệt phát triển từ sau khi nó có cái bài mà Dạ Cổ Hoài Lang. Dạ Cổ Hoài Lang là của cụ Cao Văn Lầu. Từ cái bài Dạ Cổ Hoài Lang, đó là bài vọng cổ ban đầu. Và sau đó người ta cải biên, người ta cải lương, và dần dần nó biến thành những cái tiếng hát khác, người ta gọi là tiếng hát cải lương. Tiếng hát cải lương, vọng cổ, thì vọng cổ thì nó chỉ có ngồi ca thôi. Thế rồi thì tôi cũng lưu ý luôn là ở đấy có một cái hệ thống nhạc rất nổi tiếng, đó là đàn ca tài tử, cộng với những cái bài ca như là Dạ Cổ Hoài Lang. Thế rồi thì ca không thì không thể lên sân khấu được, cho nên ca ra bộ, tức là từ những bài ca lại ra những điệu bộ. Thế và tự nhiên nó có phong cách biểu diễn sân khấu, ca ra bộ, từ vọng cổ qua ra bộ và phát triển thành cải lương. Khi phát thành cải lương rồi đó, thì người ta lại đi tìm những điển cố, điển tích, những cái tích trò. Ở trong kia người ta gọi là tích là tuồng, chứ không gọi là tích là trò. Tức là có những cái tuồng mới. Ví dụ chẳng hạn bắt đầu ra đời những cái tuồng, ví dụ như là Lã Bố Hí Điêu Thuyền. Thế rồi ví dụ như là Thoại Khanh Châu Tuấn. Và sau nữa là Thái Hậu Dương Vân Nga. Và rất rất nhiều những vở cải lương ra đời. Vì thế cho nên đó, là ảnh hưởng từ những cái vọng cổ cải lương, thế rồi thì từ đàn ca tài tử, nó tạo lên, hòa đồng vào và tạo lên một cái loại dân ca có tên là dân ca Nam Bộ. Và nếu ngày nay chúng ta nghe một số bài dân ca Nam Bộ đó, thì cái vọng cổ cải lương nó còn đặng trong đó rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là nếu chúng ta nghe cái bài Lý Chiều Chiều, thì ở đấy nó có một cái giai điệu âm nhạc rất gần với cải lương. Chiều chiều ra đứng lầu Tây, thấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng. Thì đấy là một trong cái bài mà tôi thấy là cái chất vọng cổ cải lương ở trong đó là rất đậm đặc. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ với những thông tin rất bổ ích vừa rồi ạ. Ví như là dân ca Nam Bộ là một loại hình ca hát có tuổi đời còn rất trẻ so với dân ca quan họ và một số vùng dân ca Việt Nam khác. Dân ca Nam Bộ được sinh ra trên một vùng quê gạo trắng nước trong với những người dân quanh năm sống an lành, no đủ và có ảnh hưởng lớn từ những điệu vọng cổ cải lương. Vậy thì tiếp tục chương trình, xin nghệ sĩ có thể cho khán giả được rõ hơn về một số đặc điểm độc đáo của dân ca Nam Bộ so với dân ca Trung Bộ và dân ca quan họ Bắc Ninh để cùng chúng khán giả được tỏ tường hơn không ạ? Đúng là chúng ta cũng cần phải so sánh để chúng ta làm rõ những cái đặc trưng, những cái đặc điểm của dân ca mỗi miền. Tục ngữ Việt Nam có cái câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cho nên cũng như con người, dân ca ở vùng miền nào thì nó giống như là cái bức tranh phản chiếu đấy, nguyên bản của cái cư dân ở vùng đó, cái lối sống, cái lịch sử vùng đất và tất cả những cái gì thuộc về nơi đó. Thì trong dân ca nó thể hiện rất rõ. Cho nên tục ngữ mới có câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Con người ta cũng vậy. Con người sinh ở miền Nam thì phong cách rất khác. Con người sinh ở miền Trung và miền Bắc, mỗi nơi cũng có một phong cách riêng. Và trong dân ca cũng hệt như con người. Cho nên ấy, chúng ta cần biết cái phong cách riêng, những cái đặc trưng riêng của từng dân ca từng miền. Tôi lấy ví dụ như là người Nam Bộ đó, thì là Nam Bộ xả láng nói cười, Trung Bộ còn người Trung Bộ ngậm ngùi lo toan. Ở đây cũng là cái nét đặc trưng của hai vùng miền.
Ví dụ chẳng hạn tôi nói về ở hai miền ấy, có người còn nói thế này: miền Nam gạo trắng nước trong, miền Trung bão lũ long đong gạo tiền. Cái vùng quê miền Nam như tôi nói ở trên đó là người ta không lo lắng gì về lương thực cả, về thực phẩm thì có cá rồi, cho nên là người ta thoải mái sống vô tư. Phong cách của người Nam, cách sống của người Nam là rất vô tư, rất thoải mái, chứ không bo bíu như ở một số nơi khác. Cho nên miền Nam gạo trắng nước trong, miền Trung bão lũ long đong gạo tiền. Tôi có thể kết luận hai cái phần dân ca Nam Bộ và dân ca Trung Bộ là thế này. Dân ca Nam Bộ, nếu nói dân ca Nam Bộ là tiếng cười vô tư trong trẻo, thì dân ca Trung Bộ đôi khi là tiếng thở dài của một cuộc đời vất vả nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo bão lũ liên miên. Dân ca Quan Họ không giống với hai loại này. Một cái dạng dân ca Nam Bộ thì rất vô tư, thoải mái, không lo nghĩ gì. Còn dân ca Trung Bộ thì đầm sâu trong suy tư, trong suy nghĩ. Thế còn Quan Họ thì ở giữa hai cái dạng này. Tức là chúng ta biết là dân ca Quan Họ là con đẻ của một vùng quê ngàn năm văn hiến. Ở nơi đây là đất học, ở nơi đây là thi ca, ở nơi đây là âm nhạc. Vì thế cho nên cái tiếng hát của người Quan Họ đó, nó cũng chỉ yếu là nghĩa, là tình, là ân sâu nghĩa nặng, là tất cả những cái thứ yêu thương nhung nhớ, thì đấy là dân ca Quan Họ. Trong cái tình yêu của Quan Họ đấy, có yêu người, có cái yêu cảnh, yêu quê hương của mình, yêu không gian mình đang sống. Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh, nhắc trong sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái, rượu bình trong khoang. Chúng ta chỉ cần nghe một cái bài hát đơn giản như là bài Ngồi tựa mạn thuyền, chúng ta sẽ thấy rằng cái phong cách, cái phong thái, cái nội dung ca từ, cái giai điệu âm nhạc nó rất khác với dân ca Nam Bộ, nó rất khác với dân ca miền Trung. Cho nên ba vùng miền, ba vùng đất, đất nước chúng ta trải dài từ Bắc vào Nam mấy ngàn cây số. Cho nên người xưa chia làm ba cái vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Ở giữa đó là Trung Bộ, nó giống như ở giữa một cái đòn gánh đó, quanh năm đó là gian nan vất vả, nhất là về mùa bão lũ. Thế còn ở hai đầu đòn gánh, trong Nam thì vô tư trong sáng, thoải mái, không lo nghĩ gì. Còn ngoài Bắc đó, thì cuộc sống cũng no đủ, dân ca Quan Họ cuộc sống cũng ổn. Thế nhưng mà nó có cái suy tư của một vùng quê văn hiến, cho nên nó thể hiện trong cái tiếng hát Quan Họ, nó rất là lãng mạn. Rất là nhiều những cái chủ đề về yêu thương, về nhung nhớ, yêu cảnh, yêu người. Vậy thì thưa ông, xin ông cho biết với những lý do gì mà khoảng cách địa lý ngàn dặm xa xôi vẫn không làm Quan Họ nản lòng khi tìm đến với dân ca Nam Bộ ạ? Ở đây đó là nó có ba cái lý do tại sao dân ca Quan Họ lại vượt ngàn dặm đi tìm dân ca Nam Bộ. Ở đây đó thì là chúng ta biết là không chỉ có dân ca Nam Bộ mà hầu như dân ca của khắp các vùng miền cùng bề sống trong ngôi nhà chung này. Khi dân ca Nam Bộ về với Quan Họ thì trong ngôi nhà chung ấy đã có rất nhiều dân ca các miền, đã có tuồng chèo, rồi thì đã có hát văn, thế rồi thì có hát sẩm, vân vân. Thế cho nên trong một cái ngôi nhà chung mà đúng là tứ hải giai huynh đệ, giống như Quan Họ vẫn hát là hôm nay tứ hải giao tình, tuy là bốn bể nhưng sinh một nhà. Thế thì có thể nói rằng là dân ca của khắp các vùng miền đã được Quan Họ yêu mến, sưu tầm, và những tinh hoa ấy đã được Quan Họ đón về sống trong ngôi nhà chung của Quan Họ và hòa đồng với không khí, với âm hưởng của một giai điệu dân ca vùng Bắc Ninh và có tên đó là dân ca Quan Họ. Cho nên ngày nay đó, khi nghe dân ca Quan Họ, tìm hiểu dân ca Quan Họ thì chúng ta đã thấy rất nhiều gương mặt từ các vùng miền đang cùng sống trong ngôi nhà chung và sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc và rất đoàn kết để cùng lượm lên một cái diện mạo. Và có lẽ nhờ thế mà UNESCO cách đây mười mấy năm đã tìm về với Quan Họ. Và trước khi kết thúc phần này thì tôi phải nói ba cái lý do, đây là nội dung chính mà bạn hỏi tôi. Tại sao cái khoảng cách xa xôi như thế mà Quan Họ vẫn tìm đến dân ca Nam Bộ để mà đón, để mà mời, để mà mang về làm giàu cho Quan Họ, thì có ba lý do. Lý do thứ nhất là Bắc Ninh vốn là mảnh đất của thi ca, là quê hương của lễ hội.
nên người Bắc Ninh vốn yêu thơ, yêu nhạc, yêu người. Do cái tình yêu thôi, yêu thơ, yêu nhạc, yêu người. Tại sao lại yêu? Bởi vì đây là những con người sinh ra từ một miền quê văn hiến. Cho nên trong người đó là vốn đã yêu cái đẹp, yêu chân thiện mỹ. Cho nên thấy những dân ca vùng khác có những tinh hoa, có chân thiện mỹ thì quan họ đi tìm. Đấy là lý do thứ nhất. Còn cái lý do thứ hai đó, đó là cái sưu tầm học hỏi tinh hoa của dân ca cốc vùng miền để làm giàu không ngừng cho dân ca quan họ. Đấy là một cái ý thức của người quan họ có từ lâu. Đi tìm tất cả những tinh hoa của các vùng miền rồi đem về làm giàu cho quan họ. Và đó là một việc làm không ngưng nghỉ từ nhiều trăm năm. Đấy là lý do thứ hai. Còn có lý do thứ ba quan trọng hơn. Để có thể mà đi vào Nam, đi vào miền Trung để mà học những cái bài lý, học một số những cái bài của miền Trung có bớ mẩn răng, có chi mô răng rứa, thì người quan họ cũng không thể nào mà bỗng tự nhiên mà đi xa xôi như thế. Mà cái quan trọng hơn ở lý do thứ ba, tức là người quan họ vốn bôn ba năm châu bốn bể. Người quan họ từng hát là em đi khắp bốn phương rồi, không đâu lịch sự bằng người ở đây. Cho nên ấy, trong cái cuộc sống của người quan họ, nó không giống với nhiều miền quê khác. Đó là người dân quan họ, người dân Bắc Ninh ngày xưa đó, là thường xuyên buôn ba, đi ngược về xuôi, đi mua về bán, tức là buôn bán gần xa. Và trên con đường đi buôn bán ấy, sẵn trong lòng mình có tình yêu quê hương đất nước, sẵn trong lòng mình có tình yêu âm nhạc thi ca. Và nhân tiện trong những chuyến đi buôn bán xa xôi đấy, được tiếp cận với những vùng quê, người ta nói là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Và người quan họ đã kết hợp cái việc làm ăn buôn bán xa xôi để đi sưu tầm những tinh hoa văn hóa, những cái âm hưởng âm nhạc của dân ca các vùng miền đưa về đây để làm giàu cho dân ca quan họ. Thì đó là ba cái lý do mà ở miền quê khác khó mà có thể làm được. Vậy nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi có thể chia sẻ cho khán giả BTV được rõ khi dân ca quan họ giao thoa với dân ca Nam Bộ thì dân ca quan họ có bị ảnh hưởng gì trong lối hát cũng như cách hát không thưa ông? Và những đặc trưng riêng của các bài dân ca quan họ mang âm hưởng của dân ca Nam Bộ là gì ạ? Thật ra là có ảnh hưởng. Nhưng mà ở đây cái ảnh hưởng của nó thì là một điều may mắn mà đáng mừng. Dân ca Nam Bộ vào với quan họ có ảnh hưởng. Ảnh hưởng tốt, tức là khi dân ca Nam Bộ vào quan họ thì đã làm cho quan họ trẻ hơn, giàu có hơn, hấp dẫn hơn. Bởi vì những tinh hoa, những cái chất liệu cơ bản của quan họ nó nằm ở trong hệ thống giọng quan họ lề lối. Thế còn dân ca Nam Bộ, chèo tuồng và dân ca miền, các miền khác vào quan họ thì không vào cái vùng này. Mà người quan họ chỉ đưa về sống trong một cái đại gia đình, đó là giọng vặt của quan họ. Giọng vặt hay còn gọi là giọng lẻ. Ở đây là những bài ca tươi vui, thoải mái, cái chất quan họ nó không đậm như là lề lối. Vì thế cho nên khi mà những dân ca các miền chèo tuồng vào quan họ thì chủ yếu nằm ở cái chặng 2 của quan họ. Đó là chặng 1 là lề lối, chặng 2 là giọng vặt hay còn gọi là giọng lẻ và chặng 3 là dã bạn. Thế cho nên chủ yếu nằm ở cái chặng 2. Vì thế mà không có ảnh hưởng gì đáng lo ngại. Bởi vì toàn bộ những cái chất liệu cơ bản của quan họ vẫn nằm trong hừ la, la rằng, đường bạn. Thế rồi cái hời cái ả. Thế cho nên ở nơi đó, cái phần cổ điển là vẫn còn nguyên vẹn. Thế còn đặc trưng của dân ca quan họ thế và dân ca Nam Bộ thì nói về đặc trưng của quan họ là gì? Đặc trưng của quan họ như tôi đã nói phía trên, tức là chủ yếu đặc trưng của quan họ là nằm ở hừ la la rằng, những bài lề lối. Cho nên ca từ thì cổ kính, nhịp điệu thì khoan thai, nhiều tiếng phụ đệm, không hát ngân dài. Thế còn đặc trưng của dân ca Nam Bộ thì sao? Đặc trưng của dân ca Nam Bộ là này, giai điệu tươi sáng trẻ trung, tiết tấu vui nhộn nên không thấy buồn. Có một thêm cái phần thứ ba nữa, đó những cái được của những bài quan họ giao thoa. Những bài quan họ giao thoa là không kể dân ca Nam Bộ hay chèo nhé, mà là tất cả những cái dân ca khác và quan họ. Thì ở đây tôi có đưa thêm một cái mục nhỏ, đó là những cái được của những bài quan họ giao thoa.
Nếu không có những bài quan họ giao thoa đó, không có sự trẻ trung, không có sự phong phú hấp dẫn, làm sao có thể lên sân khấu, làm sao có thể lên truyền hình. Nếu như mà chúng ta cứ ngồi ở tràng kỷ, thế rồi ngồi ở sập gụ tủ chè, chúng ta hát những bài truyền thống hừ la la rằng, thì chắc chắn cái tính hấp dẫn của nó sẽ rất hạn chế. Thế nhưng mà nó vẫn có những cái vai trò đặc biệt của nó, bởi vì nó giống như là cái cọc của dây diều. Diều cứ bay thoải mái nhưng vẫn tìm về cái cọc đó. Đấy là truyền thống, còn kia là tiên tiến. Cho nên tiên tiến mà không có truyền thống là tiên tiến mất gốc. Còn truyền thống mà không có tiên tiến thì không quảng bá được, không hấp dẫn. Vì thế cho nên tôi đặc biệt đánh giá cao những bài quan họ giao thoa, trong đó có giao thoa với dân ca Nam Bộ, đã làm cho cái sân khấu của quan họ đó tươi sáng hơn, trẻ trung hơn, hấp dẫn hơn, rộn ràng hơn. Như trên tôi nói đấy, quan họ tiết tấu chậm chả khoan thai đĩnh đạc. Thế nhưng bây giờ thì lên sân khấu chàng buông vạt áo em ra này em đi ra, để em lái em đi chợ. Tức là tiết tấu nó bay hơn, nó sáng hơn, nó rộn ràng hơn. Cho nên tôi có thể nói rằng là sự đóng góp của những bài quan họ giao thoa nói chung, giao thoa với dân ca Nam Bộ nói riêng là vô cùng quan trọng. Những bài lý như là Lý Thiên Thai, Lý Cây Đa, Lý Giao Luyến, Lý Con Sáo đã và đang góp phần làm cho sân khấu quan họ trẻ hơn, mới hơn, tưng bừng rộn ràng hơn và đặc biệt là hấp dẫn hơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là người quan họ đã rất tài tình trong việc biến hóa các làn điệu của dân ca Nam Bộ thành các điệu lý của dân ca quan họ mà vẫn mang những đặc trưng riêng có của vùng quan họ mà khi cất tiếng hát lên người ta vẫn thấy rất quan họ. Và một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi đã tham gia chương trình của chúng tôi. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu dân ca quan họ mang âm hưởng của dân ca Nam Bộ, làn điệu Lý Thiên Thai. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.